Quý vị và các bạn thân mến, các em học sinh thân mến, trong chương trình hôm nay, Thanh Tùng diễn đọc sẽ cùng với quý vị, các bạn, các em học sinh tiếp tục đến với tác phẩm Vợ chồng A Phụ. Đề bài của chúng ta hôm nay là phân tích đoạn trích Ngày Tết mì cũng uống rượu, mì lén lấy hũ rượu cứ uống ập từng bát rồi say. Mì lìm mặt ngồi đấy nhìn mọi người nhảy đồng, người hát, nhưng lòng mì đang sống về ngày trước. Tai mì vang vẳng tiếng sáo vào bản đầu làng, ngày trước mì thổi sáo giỏi. Mùa xuân này, mì uống rượu bên bếp và thổi sáo. Mì uống chiếc lá trên môi, thổi lá cũng hay như thổi sáo. Có biết bao nhiêu người mê ngày đêm thổi sáo đi theo mì. Rượu đã tan từ lúc nào, người về người đi chơi đã vãn cả. Mì không biết, mì vẫn ngồi chơi một mình giữa nhà. Mãi sau, mì mới đứng dậy. Nhưng mì không bước ra đường, mì từ từ bước vào buồng, chẳng năm nào a sử cho mì đi chơi Tết. Bấy giờ mì ngồi xuống giường, trông ra cái cửa sổ lỗ vuông, mờ mờ trăng trắng. Đã từ nãy, mì thấy phơi phới trở lại, trong lòng đột nhiên vui sướng như những đêm Tết ngày trước. Mì trẻ lắm, mì vẫn còn trẻ, mì muốn đi chơi, bao nhiêu người có chồng cũng đi chơi ngày Tết. Huống chi a sử với mì, không có lòng với nhau mà vẫn phải ở với nhau. Nếu có nắm lá ngón trong tay lúc này, mì sẽ ăn cho chết ngay, chứ không buồn nhớ lại nữa. Nhớ lại, chỉ thấy nước mắt ứa ra, mà tiếng sáo gọi bạn yêu vẫn lửng lơ bay ngoài đường. Anh ném bao, em không bắt, em không yêu, quả bao rơi rồi. Trích Vợ chồng A Phụ, tác giả Tô Hoài, ngữ văn 12 tập 2, chương trình giáo dục năm 2006. Đề bài cụ thể đó là phân tích diễn biến tâm lý và hành động của nhân vật mị trong đoạn trích trên, từ đó nhận xét sự tinh tế khi diễn tả sự hồi sinh trong tâm hồn nhân vật của nhà văn Tô Hoài. Ở cái đề bài này, chúng ta lưu ý những chỗ mà Thanh Tùng diễn đọc gạch chân. Đấy là những ý quan trọng chúng ta cần phải phân tích, cần phải làm rõ, cần phải lý giải cho rõ. Ở phần mở bài thì đầu tiên chúng ta giới thiệu đôi nét khái quát về tác giả tác phẩm, vấn đề mà đề bài yêu cầu và trích lược đoạn văn trong đề bài. Ví dụ, Tô Hoài là nhà văn có gần 200 đầu sách thuộc nhiều thể loại khác nhau. Sáng tác của Tô Hoài thiên về diễn tả những sự thật đời thường, tất cả thể hiện vốn hiểu biết phong phú, sâu sắc về phong tục, tập quán của nhiều vùng khác nhau, thể hiện lối trần thuật sinh động, vốn từ vựng phong phú của Tô Hoài. Chuyện ngắn Vợ chồng A Phụ là một ví dụ tiêu biểu. Trong đó, đoạn văn Ngày Tết mị cũng uống rượu cho đến quả bao rơi rồi thể hiện đậm nét diễn biến tâm trạng nhân vật mị khi mùa xuân đến. Nó cho thấy cái mà người ta gọi là sức sống tiềm tàng, gọi là quá trình hồi sinh của nhân vật mị. Và ở trong cái phần mở bài, chúng ta thêm một cái nữa, đó là qua đó ta thấy sự tinh tế khi diễn tả sự hồi sinh trong tâm hồn nhân vật của nhà văn Tô Hoài. Qua đó, ta thấy sự tinh tế. Qua đó, ta thấy sự tinh tế khi diễn tả sự hồi sinh trong tâm hồn nhân vật của nhà văn Tô Hoài. Ở phần thân bài, trước khi đi vào phân tích đoạn trích, chúng ta nhớ có đôi điều khái quát tác phẩm. Chuyện Vợ chồng A Phụ được nhà văn Tô Hoài sáng tác năm 1952, in trong tập truyện Tây Bắc. Tác phẩm gồm hai phần. Phần đầu kể về cuộc sống tủi nhục của mị và A Phụ ở Hồng Ngài. Mị, A Phụ là nô lệ nhà thống lý Bá Tra, là người ở trừ nợ, là con dâu gạt nợ của nhà thống lý Bá Tra, và bị đối xử như những người nô lệ. Ở cuối phần đầu là cảnh mị cứu A Phụ, chạy theo A Phụ. Phần sau của tác phẩm thì kể về việc mị và A Phụ ở phiền xa, họ trở thành vợ chồng, được giác ngộ cách mạng. Toàn bộ thiên truyện là tiếng nói giàu giá trị hiện thực và nhân đạo của nhà văn Tô Hoài về cuộc sống của đồng bào các dân tộc thiểu số vùng núi cao Tây Bắc trước cách mạng tháng 8 năm 1945. Vị trí đoạn văn mà đề bài yêu cầu. Vị trí đoạn văn mà đề bài yêu cầu là vì món nợ của bố mẹ, mị bị bắt làm con dâu gạt nợ nhà thống lý Quá Tra. Ban đầu, mị có phản kháng, có ý muốn tự tử
để thoát khỏi kiếp sống bị đọa đày, nhưng vì thương cha nên Mị đành cam chịu. Lần lần ở lâu trong cái khổ, Mị quen khổ rồi. Mị tưởng mình cũng là con trâu, con ngựa, là tảng đá, là con rùa. Cho đến Tết năm ấy, không khí mùa xuân đã là một tác nhân quan trọng khiến cho tâm hồn Mị hồi sinh. Sau đó, chúng ta đi vào phân tích đoạn trích một cách cụ thể với các ý cụ thể sau đây. Thứ nhất, đó là Mị cũng uống rượu. Cần làm rõ lý do Mị cũng uống rượu. Thứ nhất, đó là tập tục quen thuộc người Tây Bắc trong ngày Tết. Thứ hai, chữ cũng ẩn chứa cái phá cách, sự nổi loạn trong tâm hồn Mị, bởi vì có lẽ bình thường Mị không uống rượu. Đây cũng là nét thường thấy ở phụ nữ. Thứ ba, quan trọng hơn việc Mị cũng uống rượu, cờ ung cung ngã cũng, cũng uống rượu, cho thấy Mị buồn, Mị uất, Mị muốn phản kháng. Tiếp theo là chi tiết lén lấy hũ rượu. Nó chứng tỏ việc Mị uống rượu là việc không được cha con thống lý bá cha cho phép. Mị bị mất tự do ngay cả trong ngày Tết, ngay cả trong việc Mị muốn ăn gì, uống gì. Thứ ba là chi tiết Mị uống ực từng bát. Tức là không uống rượu để thưởng thức, mà uống rượu để chút bỏ nỗi uất ức, uống ực từng bát. Nghĩa là uống bát nào hết bát đó, một hơi một, chứ không uống lâu la, không uống nhâm nhi, mà uống ực từng bát. Tiếp theo là chi tiết lòng Mị đang sống về ngày trước, tức là lòng Mị, tâm hồn Mị đang hồi sinh. Sống về ngày trước là nhớ về quá khứ tươi đẹp, đó là những tháng ngày Mị thổi sáo giỏi, Mị được tự do uống rượu bên bếp và thổi sáo, Mị uốn chiếc lá trên môi, thổi lá cũng hay như thổi sáo. Và Mị là niềm mơ ước của không biết bao nhiêu chàng trai, có biết bao nhiêu người mê ngày đêm thổi sáo đi theo Mị. Đó là những tháng ngày Mị còn được ở nhà với bố, những tháng ngày Mị xinh đẹp, lao động giỏi, tài năng, vô tư, xinh đẹp, hồn nhiên, yêu đời. Và chúng ta cần phải hiểu cái chỗ này, người yêu đời thì mới hay hát ca, hay thổi sáo. Tiếp theo là chi tiết rượu đã tan nhưng mà Mị vẫn ngồi trơ một mình ở đó. Cái điều này nó nhấn mạnh nỗi cô đơn đến cô độc của nhân vật Mị. Nó nhấn mạnh nỗi đau đến mức câm lặng, không biết tâm sự chia sẻ cùng với ai của Mị. Việc này xảy ra giữa một mùa xuân tươi đẹp là càng trở nên trớ trêu. Nó làm cho người đọc nhớ đến hoàn cảnh của nữ thi sĩ Hồ Xuân Hương khi bà viết đêm khuya văng vẳng trống canh dồn, trơ cái hồng nhan với nước non và ngán nỗi xuân đi xuân lại lại mảnh tình san sẻ tí con, trước trong bài thơ tự tình bài thứ hai. Tiếp theo là chi tiết Mị không bước ra đường. Mị từ từ bước vào buồng, chẳng năm nào a sử cho Mị đi chơi Tết. Bấy giờ Mị ngồi xuống giường trông ra cái cửa sổ lỗ vuông mờ mờ trăng trắng. Lời kể tiếp tục nhấn mạnh nỗi bất công mà nhà thống lý bá cha đối xử với Mị. Hình ảnh ô cửa sổ ở buồng Mị lại xuất hiện tiếp tục, tô đậm cuộc sống bị giam cầm của cô gái trẻ, tô đậm một tương lai mờ mịt của Mị. Chi tiết tiếp theo cần phải phân tích đó là Mị thấy phơi phới trở lại, lòng đột nhiên vui sướng như những đêm tết ngày trước. Mị trẻ lắm, Mị vẫn còn trẻ, Mị muốn đi chơi, bao nhiêu người có chồng cũng đi chơi ngày Tết. Nếu có nắm lá ngón trong tay lúc này, Mị sẽ ăn cho chết ngay, chứ không buồn nhớ lại nữa. Nước mắt ứa ra, tiếng sáo gọi bạn yêu vẫn lửng lơ bay ngoài đường. Đây là một loạt những câu văn kể ra một cách sâu sắc những diễn biến tâm trạng liên tiếp của Mị. Trong đó có nhớ tiếc, có so sánh, có nức nở, có nghẹn ngào, có xót xa, có tủi hờn. Phơi phới, vui sướng, lá là tâm hồn Mị, sức sống tiềm tàng trong lòng Mị đang trỗi dậy. Vì vậy, nó nhen nhóm khao khát được đi chơi Tết, đi vui xuân của Mị. Nó là tiền đề để Mị so sánh với những người đàn bà khác, với những người đàn bà khác. Ở trong nhà thống lý, nó khiến Mị nhớ đến nắm lá ngón cực độc, nắm lá ngón mà lâu lắm rồi Mị không nhớ đến nó nữa. Bây giờ nhớ đến, Mị lại muốn ăn cho chết ngay. Có người nói sao Mị lại dại dột như vậy, nhưng
Có đặt mình vào trong hoàn cảnh của Mị thì ta mới thấy Mị còn muốn chết, tức là tâm hồn Mị còn đang sống. Chỉ khi tâm hồn người ta còn đang sống, người ta mới nhận thấy mình khổ. Người ta muốn tự tử là bởi vì người ta còn hy vọng được thoát khỏi nỗi khổ, được đến với một thế giới khác mà ở đó người ta được sống sung sướng. Người ta được sống sung sướng, hạnh phúc hơn. Tiếng sáo và lời hát ấy cứ lửng lơ bay ngoài đường. Cứ lửng lơ bay ngoài đường. Càng như trêu ngươi hơn. Càng như trêu ngươi cô Mị hơn. Nó làm cho người đọc nhớ lại tâm trạng của nhân vật Chí Phèo khi bị cự tuyệt tình yêu, cự tuyệt con đường trở về làm người lương thiện. Đấy là lúc ngôi cháu Hành cứ thoang thoáng hiện lên trong tâm thức của Chí Phèo. Ngôi cháu Hành từ bát cháu Hành đầy yêu thương, không toan tính, không vụ lợi của Thị Nở. Chi tiết tiếp theo cần phân tích ở trong đoạn văn này ở tác phẩm Vợ chồng A Phụ, đó là không bắt, không yêu, quả bao rơi rồi. Tất cả ẩn dụ về một cô Mị còn trẻ, còn rất yêu đời, còn rất xinh đẹp, còn nhiều khát khao được sống tự do hạnh phúc, bị cuộc sống làm con dâu gạt nợ nhà thống lý Bá Tra, cố tình bỏ rơi. Sau khi phân tích những ý cơ bản đó ở trong đoạn văn, thì chúng ta đi vào thực hiện yêu cầu thứ hai của đề bài, đó là nhận xét sự tinh tế khi diễn tả sự hồi sinh trong tâm hồn nhân vật Mị của nhà văn Tô Hoài. Sự hồi sinh của tâm hồn nhân vật Mị được tác giả miêu tả tinh tế, phù hợp với tính cách của cô. Nhà văn sử dụng khá nhiều những yếu tố bên ngoài tác động vào nhân vật, được miêu tả rất tự nhiên như mùa xuân, tiếng sáo gọi bạn tình, bữa tiệc đón năm mới, vân vân. Tất cả hóa thành những tiếng gọi đánh thức nỗi căm ghét bất công, tàn bạo cùng ý thức phản kháng lại cường quyền, đánh thức cả niềm khao khát một cuộc sống tự do hoang dã, hồn nhiên vẫn được bảo lưu đâu đó trong dòng máu truyền lại từ lối sống của tổ tiên du mục xa xưa, làm sống dậy sức sống ẩn tàng trong cơ thể trẻ trung và tâm hồn vốn ham sống của Mị. Người đọc không thể không dừng lại suy ngẫm và chia sẻ cảm xúc với những hành động của nhân vật Mị xuất phát từ những thôi thúc của nội tâm, như các chi tiết Mị lén lấy hũ rượu cứ uống ực từng bát. Cứ uống ực từng bát trong một trạng thái thật khác thường. Rượu làm cơ thể và đầu óc của Mị say, nhưng tâm hồn cô thì từ phút ấy đã tỉnh lại sau bao nhiêu năm tháng, bao nhiêu tháng ngày câm nín mụ mị vì sự đày đọa. Cái cách uống rượu một hơi một ực như thế khiến người ta nghĩ người uống rượu ấy đang thực sự phẫn nộ, và người ta cũng có thể nghĩ cô ấy uống như thể đang uống đắng cay của cái phần đời đã qua, như thể đang uống cái khao khát của phần đời chưa tới. Mị với có lòng đã phơi phới trở lại, và cái ý nghĩ lạ lùng mà rất chân thực, nếu có nắm lá ngón trong tay lúc này, Mị sẽ ăn cho chết ngay chứ không buồn nhớ lại nữa. Nghịch lý trên cho thấy khi niềm khao khát sống hồi sinh, tự nó bỗng trở thành một mãnh lực không ngờ, xung đột gay gắt, quyết một mất một còn với cái trạng thái vô nghĩa lý của thực tại. Sở trường phân tích tâm lý cho phép ngòi bút tác giả lách sâu vào những bí mật của đời sống nội tâm, phát hiện nét đẹp và nét riêng của tính cách. Ở phần kết bài thì chúng ta nhớ khái quát về nội dung nghệ thuật của đoạn trích, rồi chúng ta nêu cảm nghĩ về giá trị tư tưởng và nghệ thuật mà nhà văn Tô Hoài thể hiện qua đoạn trích, hoặc chúng ta có đôi điều liên hệ mở rộng hoặc là rút ra bài học. Ví dụ như thế này, tóm lại diễn biến tâm lý và hành động của Mị trong đêm tình mùa xuân được nhà văn khéo léo thể hiện bằng nghệ thuật kể chuyện hấp dẫn, tự nhiên, ngôn ngữ biểu cảm, đặc biệt là nghệ thuật miêu tả, phân tích tâm lý nhân vật. Tất cả đã làm nổi bật vẻ đẹp của sức sống tiềm tàng mãnh liệt của Mị với trang văn trong đoạn trích đầy ắp chất thơ và tấm lòng nhân hậu. Một tài năng phân tích tâm lý nhân vật bậc thầy, Tô Hoài đã khám phá, đã diễn tả chiều sâu tâm hồn cùng những biến thái thăng trầm gấp khúc, lúc thì tuần tự, lúc lại đột biến trong tâm trạng Mị. Chính sức sống tiềm tàng và mãnh liệt của người con gái mèo xinh đẹp
đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người đọc và góp phần không nhỏ vào sự thành công của tác phẩm. Kênh YouTube Thanh Tùng diễn đọc, trân trọng, mến chào.